Trời ơi em biết rồi anh yêu ơi, anh yêu lại là em biết em lấy rồi, đừng có kêu nữa. Trời ơi trời, em ngày nào cũng thế mà anh Mập nói chuyện gì anh Mập. Em ngày nào mỗi ngày như mỗi ngày, em lúc nào em không đẹp. Bé ơi không hành giá con tổ phiên qua, trả phi em. Rồi cho gái đẹp đi. Rồi rồi chào chúc cô tô của gái này Sáu không hành không giá nào. Đâu. Rồi. Rồi cho chị để cái gao trong tô không dĩa cưng. Của anh em về ha, của hai tô đầy đủ á. Anh ơi hành tư đầy đủ rồi sao? Hi. Mến chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV sáng ngày hôm nay nha. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Sáng sớm hôm nay là một sáng thật sự rất là vui lắm quý vị ơi. Lúc mà Phu Tha mới ngủ dậy á, 5 giờ rưỡi quý vị, có một anh khách ở Mỹ á, anh có gửi tin nhắn hỏi mua khô bò quý vị ạ. Trước đây thì cũng có nhiều cô chú ở nước ngoài hỏi mua khô bò của Phu Tha rồi, nhưng mà Phu Tha sợ gửi cái tiền vận chuyển đi quý vị xa, mất nhiều tiền ship nên Phu Tha không có nhận. Nhưng mà sáng hôm nay thì có anh ở Mỹ, anh mua 10 kg, anh nói là anh để anh dùng Tết thì anh muốn là Phu Tha gửi qua. Nhưng mà trước khi gửi qua thì muốn hỏi chi phí giá bao nhiêu á quý vị, nên Phu Tha nói là để có gì tí nữa Phu Tha sẽ trả lời. Thì qua đây nếu mà quý vị nào mà có biết được ở đâu ha có dịch vụ gửi đồ từ Việt Nam qua Mỹ thì quý vị có thể giới thiệu cho Phu Tha nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì sáng hôm nay Phu Tha quay trở lại quán của chị Loan này quý vị. Phu Tha đã quay 4 món rồi, hôm nay là món thứ 5. Thật sự mỗi ngày mà Phu Tha quay trở lại quán của chị Loan á, là quán của chị Loan có những cái thay đổi quý vị rất là tích cực. Tại vì ở đây chị Loan Phu Tha thấy là chị tiếp thu ý kiến của khán giả cũng như là tiếp thu ý kiến của Phu Tha. Chị thay đổi từng ngày luôn. Ngày đầu tiên á, là quý vị thấy cái ca nhựa á, sau đó qua ngày thứ hai á, thì chị thay cái ca inox. Thay đổi ý kiến của các bạn. Dạ. Dạ. Mày làm gì? Đó. À, chú có vẻ say đâu quý vị ạ. Thì thông cảm quý vị ạ. Mày làm cái gì mà mày nói luôn. Đi bây giờ xin mời quý vị qua xem chị Loan bán nha. Xin mời quý vị. Ôi em chào chị Loan. Chị chào em. Này thấy chị Loan mặc áo đỏ. À, chị lúc nào dạ. Cũng đỏ em. Nhìn mạnh mẽ chị Loan ha. Cho em gửi cái này chút xíu nha chị Loan. Dạ, chị Loan lên mấy lít rồi. Cảm ơn chị. Trời ơi cái nồi nó sôi kìa. Đây gặp lại chị Loan nha quý vị. Hôm nay là món thứ 5 rồi. Ngày mai thứ bảy là chị bán. Ngày thứ tư là hủ tiếu bò kho mà em nói là thứ ba bò kho. Người ta coi người ta nói ủa sao thứ ba mà hủ tiếu năm gieo rồi để bò kho. À dạ không, ý là em đọc cái ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba á. Chứ không phải là em đọc cái thứ. Nghĩa là em đọc cái ngày thứ nhất là em quay phở, thứ hai là hủ tiếu năm vang, thứ ba là bò kho. Đây em lại là hết một phần bự rồi thấy chưa? Dạ hết một nồi rồi kìa. Hết một nồi bự rồi đó. Mỗi ngày một phần cách quý vị ha. Mỗi ngày một cái nồi. Alo. Nhìn hấp dẫn. Bún bò. Dạ, dạ, dạ. Tô bún mì gói rồi chú con sắt hay con là... bún mì. Tái nè, nạm. Còn bên đây là nguyên một khay. Bún bò lấy 4 triệu chị. Rồi, chờ chút. Gân. Gân, dạ. Bắp bò. Sườn đó nè. Sườn non. Chà. Giò, chả đầy đủ, nói chung là đầy đủ. Bò viên. Bò viên. Ồ, có chả quế nữa hả? À, có đầy đủ em. Có chả quế nữa. 32 của em bé luôn cưng. À dạ, bà xã con. Này hả, gái yêu, gái yêu chứ không phải là xã. Dạ, gái yêu. À. Đồng giá 35 hả chị Loan ha? 35 hết rồi em. 35 hết. Của trai đẹp này. Xem một tô 35 của chị Loan. Dạ.
sườn non. Món nào cũng vậy quý vị ha, quá trời topping. Anh Thảo bưng cho các anh áo đỏ với bánh nhiều này Thảo. Dẫn không? Dạ, quá trời hấp dẫn. Đây là gân. Gân này thấy giòn hả chị? Gân giòn này ngon lắm cưng. Khách rồi, khách rồi. Dạ anh công an, điện nghe điện thoại vậy anh Thảo. Anh công an. Cái này là khách là anh công an gọi nha quý vị. Chị nghe em yêu. Dạ 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 dạ. À bữa nay chị bán bún bò mà cưng em quên ngày rồi đó. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Nói cho là chú công an bịch đi con, bỏ cái hộp đi cho chú. Khách là anh công an chứ không phải là công an gọi bắt đâu. À, một phần lại lại em lấy. Ừ, xài hết dặn chứ. Bữa em quay bên quán của chị Diệm á, cũng có nhiều anh công an gọi, cái xong cái Diệm nói công an. Xong nói sao cứ à, bán mà cứ nói công an hoài vậy. Công an ăn không à, mối dạ, mà. Sợ công an bắt. Cái này công an ăn nhiều lắm. Không, hai to là 70. Cái đó là bo thêm cho trai đẹp á. Ừ. Để ra đó lại lấy. Ở đây mình có một loại bún thôi chị Loan. Bún lớn, bún nhỏ hai thứ thôi. À, có hai thứ. Ta thích ăn cái nào thì mình để cái nấy. Đi chị lấy cho em bún nhỏ nha. Dạ ok em. Người ta ăn cái nào thì mình lấy cái đó. Dạ. Nhiều khi người ta không có biết ăn. Em thích bún nhỏ nó mềm mại hơn á. Ăn cảm giác nó. Còn quý vị nào mà thích bự bự thì ăn bún to. Nha, ngày qua kia nói ủa ăn cua sao mà không có muối tiêu, có một chén muối tiêu để cái bên là em đi. À có luôn hả? Có, đầy đủ. Tên cho ta ăn cua. Rồi, bước cho trai đẹp đi, Sáu ơi. Trai đẹp, trai đẹp. Trai đẹp ngồi đi. Trời ơi, em biết rồi, anh yêu ơi, anh yêu lại là em biết, em lấy rồi, đừng có kêu nữa. Trời ơi trời, em ngày nào cũng thế mà anh Mập nói chuyện gì anh Mập. Em ngày nào mỗi ngày như mỗi ngày. Em lúc nào em không đẹp. Bữa nay em chịu vậy sao chịu. Ông này đẹp một kiểu. Này của anh Mập quá không? Của ông Mập á. Không hành giá nè. Không, cái này của ổng hành nhiều. Bé ơi không hành giá có ăn tổ phi không à? Xả phi không? Rồi. Rồi cho gái đẹp đi. Rồi rồi chờ chút. Cô tô của gái nè Sáu, không hành không giá nè Thảo. Rồi. Rồi cho chị để đi cưng. Gao trong tô trong dĩa cưng. Của anh em về ha. Của hai tô đầy đủ á. Anh ơi hành tư đầy đủ rồi sao? Đầy đủ rồi. Cho rau, cho rau lên kìa. Hành tiêu đầy đủ quá sao chị ơi, bún quá trình tiêu đầy đủ quá sao? Xuống dưới hỏi bàn dưới anh hai tô kìa. Nè của ai vậy? Ba lăm, ba lăm. Trong đây còn nhiều xương không chị Loan? Ừ? Trong đây còn nhiều xương không? Còn ít thôi, tại sáng giờ khách ăn xương không à. Ủa đâu rồi? Bị thấy cái nồi sôi hả? Làm đổ ra viên dung lên Thảo. Bún bò chị ơi. Bún bò, bún bò. Sáng giờ khách ăn xương không? Xương nhìn ngon quá. Ừ. Còn xương ống đồ quá. Nấu cho chú tô nhỏ vậy con. Đó. Đó, xương ống nè. Bún bò, không giá không à? Lấy nạm ơi. Không giá không hành. Lấy nạm. Bé ăn.
Rồi đưa cho bé luôn. Hai cái đầy đủ nè, một cái không tiêu nè, một cái không tiêu nè. Ở dưới không? Ở đây, ở đây. Cái không tiêu à. Hình như hôm qua là chưa được 8 giờ nữa là hết rồi phải không chị nha? Sao biết hay vậy? Qua em đứng ở cuối gần cuối rồi. Em đi về ở đây còn mấy chục tô quên bán cho người ta, tao chửi quá trời luôn. Dạ. Tại ta điện trước á, đây phải nhắn tin năn nỉ á. Dạ. Qua tại mấy cô giáo không mà đông quá rồi đâu có ấy đâu, phải nhắn dạ. Nhắn tin năn nỉ. Nè hai tô đầy đủ bàn cuối nè. Ở đâu? Bàn cuối hả? À, đừng có rào ta bóc tay vô vô con. Tô không hành hả sao? Bắp bò sắc ra nhìn hấp dẫn lắm. Dạ. Hồi trước chị Loan có đi học nghề nấu ăn không? Không. Tại sao mà chị Loan biết nhiều món cái gì? Tự sáng kiến thôi. À. Tự học hỏi á. Dạ. Từ từ. Rồi. Vậy được, đưa cho công an ăn quận trước đi. Rồi. Cô gái đẹp mấy phần nha cưng. Nè tô không hành là 6 sang sông đưa mẹ mày 6. Đây là cô 6, biệt danh là 6 sang sông. 6 sang sông cho nó lẹ. Bưng qua sang sông cho nó lẹ. Rồi chờ chị chút xíu đi em yêu. Gái đẹp mấy phần nha cưng. Hả? Hai hộp phải không? Đầy đủ quá cái đẹp. Cái gì không lấy nói chị nha cưng. Thưởng thức thôi quý vị ơi. Hồi nãy Phú Tha đang nói đến đâu rồi quý vị nhỉ? Hồi nãy Phú Tha mới vào mà giới thiệu á. Nãy đang giới thiệu thì có chú, như là chú cũng hơi xịn xịn đó quý vị. Bữa sáng mà xịn sớm quá. Chú làm Phú Tha hết hồn. À, cô ta nói là chị Loan có nhiều sự thay đổi. Nghĩa là cái ngày đầu tiên á, quý vị thấy là cô ta đến ha, là chị sử dụng canh dừa à, nhưng mà ngày thứ hai sau đó thì chị đã sử dụng ca inox rồi. Sau khi mà được khán giả góp ý á, thì chị đã sử dụng ca inox rồi. Rồi sang ngày thứ ba nữa thì chị đeo khẩu trang rồi hết nha, bịt kính hết à, như vậy thì quý vị thấy là chị tiếp thu ý kiến của khách hàng cũng như là tiếp thu ý kiến khán giả rất là nhiều. Qua đây thì cũng cảm ơn quý vị khán giả nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì bây giờ chị đã tiếp thu như vậy rồi. Đồ ăn thì cũng ngon đó. Nên nếu mà quý vị nào mà có muốn ủng hộ, có muốn thưởng thức thì đến ở địa chỉ là 212B nha. Đường Phan Văn Khoe, phường 2, quận 6. Chị bán buổi sáng từ lúc 6 giờ cho đến khoảng 8 giờ thôi. Quý vị đi sớm chút xíu, sợ lỡ đâu đi 8 giờ là hết đó nha. Rồi bây giờ thưởng thức tô bún bò thôi. Đây. Giúp mấy tờ là mấy tờ? Vô không được hết hả? Chú mua ủng hộ thôi nha. Chú mua một tờ. Mấy tuổi rồi? 12 tuổi. Sao không đi học hả? Ăn bún bò không? Hả? Ăn bún bò không? Sáng ăn gì chưa? Này chú mua. Hả? Có ăn bún bò không? Không hả? Vậy chú mua một tờ, tặng con một tờ nha. Tặng 10.000 nha. Cảm ơn chú gói. Giờ này quý vị dò dùm Phú Tha cái coi. Trúng thì có gì gọi Phú Tha nha. Đài nào đây? Thứ bảy. Đài nào ta? Tại Phú Tha cũng ít khi chơi vé số lắm quý vị ạ. Thường mua ủng hộ cho mấy bà cũng như là em bé vậy thôi chứ ít khi ủng hộ. Đây quý vị xem lại cái tô này. Cô ta thấy món nào cũng vậy quý vị hả?
chị bỏ nhiều topping á. Đây Phương lấy bún xè nhỏ, đặc biệt ở đây là có sườn non. Rồi lấy rau nè, rau ở trên bàn, bắp chuối. Rau muống với lại rau răm quý vị ạ. Quý vị ăn bao nhiêu thì lấy ăn ha. Có nhiều khán giả góp ý là nói không nên để cái rổ rau ở trên đây, nhưng mà cô ta nghĩ để trên đây cũng tiện quý vị. Nhưng mà khi mà quý vị đến ăn thì quý vị vui lòng đừng có bóc tay, quý vị lấy đôi đũa quý vị gấp. Còn ở Sài Gòn ở đâu thì cô ta thấy cũng đa số cũng để ở trên bàn cũng nhiều. Trời sạch tê quý vị ạ. Này có vợ Phu Tha nên Phu Tha ăn thoải mái. Cứ bình tĩnh, cứ từ từ quý vị hả. Cho em xin lắc ớt nha. Cảm ơn. Cứ từ từ, cứ bình tĩnh. Rồi, vô đây, vô đây, vô đây. Chanh. Mấy vị nha. Thử nước quý vị ạ. Nước có xả nhiều nè. Ok quý vị ạ. Ngon. Được. Bún xì giòn ăn nó mềm mại. Quý vị thích đi làm một chén nước chấm nha. Hôm nay thấy chị mặc cái áo màu đỏ, cũng như là đôi tóc đờ mi cá tính, quá là nổi bật. Tùy theo cái sở thích của quý vị nhé, để quý vị có thể nêm nếm thêm cho nó đậm đà hơn. Chắc là Phu Tha cho ít sa tế cũng như là cho ít chanh vào thôi. Còn nếu mà quý vị nào mà cảm thấy nó chưa có vừa miệng nữa thì cho thêm nước mắm rồi vào thêm sườn, bún bò sườn non. Như vậy là vừa có heo vừa có bò quý vị hả? Chả nè và viên 35.000 như vậy cũng ok quý vị ạ. Nói trong những món mà chị Loan bán thì phải thấy giá đều bình dân rẻ. Càng về sau thì phải thấy món nào à, càng về sau thì Phương thấy cái món đó nó đông khách hơn vậy. Tự lúc mà Phương quay không gừng nè. Rồi quý vị ơi, chắc Phương tạm dừng ở đây nha quý vị.
Thì nhìn trong một tô 35.000 như vậy là quá rẻ luôn quý vị, quá ok rồi. Cái hương vị nước ăn đậm đà, cũng như là thịt chỉ bỏ nhiều, nhiều thịt. Đặc biệt ở đây là có sườn non, quý vị nào mà muốn ăn sườn á thì nó chỉ bỏ sườn nhá. À, như vậy là món hôm nay là món thứ 5 mà Phú Tha quay chị Loan rồi, cũng là món cuối cùng quý vị, thật sự rất là ngon luôn. Nếu như bình thường mà Phú Tha không đi quay đồ ăn ẩm thực thì Phú Tha sẽ ghé lại quán của chị Loan thường xuyên để ăn. Còn tại vì Phú Tha đi quay ẩm thực nhiều, chia sẻ nhiều nên hy vọng rằng một ngày nào đó Phú Tha sẽ quay lại quán của chị Loan để quay và chia sẻ lại cho quý vị xem. Còn tất cả các món mà Phú Tha ăn của chị Loan là đều rẻ giá bình dân. Đặc biệt một cái nữa là chị Loan ở đây rất là tiếp thu ý kiến của khán giả, của khách hàng. Nên nếu mà có điều gì mà quý vị cảm thấy chưa được đối với một cái quán ăn ở ngoài vỉa hè của chị Loan như vậy thì quý vị có thể góp ý ha, để chị Loan có thể thay đổi và phục vụ quý vị tốt hơn mỗi ngày. Đó. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Vina TV. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Bye bye. Quý vị thân mến, hiện tại Phú Tha đang bán sản phẩm khô bò nhà làm mềm, thơm cay, ngon dai, hấp dẫn. Nếu quý vị có nhu cầu thưởng thức hoặc mua tặng người thân và bạn bè, quý vị có thể liên hệ với Phú Tha qua số điện thoại 0704 590204 hoặc 0387 653 663. Phú Tha rất là vui nếu được quý vị ủng hộ.